Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về cảnh quay đặc biệt trong Skibidi Multiverse Season 6. Tất cả chỉ có một cảnh quay duy nhất nhưng lại tiết lộ khá nhiều thông tin bí ẩn. Chúng ta đã biết được nơi mà Titan TV Man sẽ dịch chuyển đến là đâu. Đó chính là tộc Clockman. Anh ta đã nói những gì? Tại sao anh ta lại mang chiếc đồng hồ này đi? Tất cả câu trả lời sẽ có trong video này. Vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên, chúng ta thấy cảnh người lãnh đạo tộc đồng hồ. Ông ấy đang xem lại những bức ảnh, những con người đã hy sinh của tộc Newman. Nhưng cảnh quay lại đưa ra phía sau với khung hình hai anh chàng Last Clockman và Last Cameraman này tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì điều gì đó. Bỗng nhiên, ông chủ của tộc đồng hồ này ra hiệu cho anh chàng đồng hồ phía sau ra ngoài kiểm tra. Thực ra, lúc này đây là Titan TV Man đang đến. Nhưng chúng ta lại thắc mắc vì sao ông ấy lại biết được và ra hiệu nhanh như vậy. Mình có một giả thuyết rằng người lãnh đạo tộc đồng hồ này có khả năng đặc biệt, có thể thấy trước được tương lai trong thời gian ngắn, nên ông ta mới biết được việc Titan TV Man đang đến mà thôi. Và giờ đây, Titan TV Man đã dịch chuyển đến nơi. Anh ta đã nói với người đàn ông Clockman này rằng: câu này có ý nghĩa anh ta đang chửi mụ phù thủy chết tiệt. Điều này có thể hiểu được rằng Titan TV Man đang nói tới chùm của Skibidi, vì mụ ta đang lợi dụng con tin là Dream Woman để ép Titan Dream Man tấn công căn cứ tộc đồng hồ. Và câu thứ hai anh ấy đã nói là: câu này có nghĩa rằng đây là cái cuối cùng bên trong. Các bạn có hiểu nó là gì không? Tin thưa với các bạn, chắc chắn đó là câu nói liên quan đến Titan Clockman. Còn nhớ ở tập 10, khi sửa chữa Titan Clockman, phe liên minh đã sử dụng những chiếc đồng hồ nhỏ chân nhẹ này. Nhưng thời điểm đó, nó đã bị vỡ hết. Và dường như họ bắt đầu thu thập chúng từ những nơi khác nhau, giống như việc ông chủ này đã thu thập một chiếc ở tháp đồng hồ. Và giờ đây câu nói của Titan TV Man có ý nghĩa rằng chiếc đồng hồ này sẽ là thứ cuối cùng bên trong cơ thể Titan Clockman. Và ngay lập tức anh ta mang nó đi. Chính xác là anh ta mang về căn cứ tộc TV Man của mình, vì Titan Clockman đang ở đây được sửa chữa. Giờ đây chúng ta thấy cảnh người đàn ông này đang nhìn xa xăm, có vẻ rất nhiều suy nghĩ về tương lai. Với việc Titan TV Man đã mang chiếc đồng hồ biểu tượng của tộc Clockman đi, mình nghĩ rằng căn cứ này sẽ bị Titan The Real Man phá hủy. Họ sẽ rời đi và xây dựng ở một nơi khác, một căn cứ khác. Sau đó sẽ đợi Titan Clockman quay lại để ngăn cản Titan The Real Man, cũng như ngăn cản âm mưu của chùm Skibidi. Còn diễn biến tập tiếp theo sẽ như thế nào? Chắc có lẽ chúng ta sẽ phải đợi diễn biến từ tập 26 mà thôi. Và trên đây là video phân tích bí ẩn cảnh quay trong Season 6 Skibidi Multiverse. Còn các bạn phát hiện ra điều gì? Hãy bình luận để mọi người cùng biết nhé. Và bây giờ, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye.